AK-Shop thì anh em video review Aceter 150 với phần mặt nạ tháo rời đờ mi zin của xe, lắp đặt quả tiết LED Audi, hoạt động hai chức năng đờ mi một màu và xi nhan một màu. Khi bạn chọn chơi đèn kiểu quả tiết lắp đặt trên phần đờ mi zin của xe thì phần đờ mi zin sẽ được tháo rời hoàn toàn. Đây các bạn xem rõ, đây là đờ mi zin của xe, tháo rời trả về cho các bạn. Sau này các bạn muốn về zin, các bạn chỉ cần tháo bỏ phần quả tiết LED Audi, các bạn lắp lại đờ mi zin như bình thường, hoàn toàn không phá đi kết cấu bên trong phần mặt nạ của xe hoặc là phần nhựa đen bên dưới mặt nạ. Đối với những bạn ở xa, các bạn có thể đặt hàng shop làm hoàn thiện cho các bạn phần đèn, hoàn chỉnh lên phần nhựa đen của xe. Đây gọi là phần nhựa đen của xe. Các bạn không cần phải gửi cái đèn đờ mi zin này lên, các bạn chỉ việc gửi lên shop phần nhựa đen này hoặc các bạn đặt mua phần nhựa đen mới, shop làm hoàn thiện cho các bạn theo yêu cầu như đã đặt, sau đó gửi về cho các bạn và các bạn chỉ việc lắp lên xe và sử dụng. Mình xin nhắc lại, khi các bạn chơi kiểu quả tiết LED Audi hoặc là LED Audi kết hợp với quả tiết LED Audi lên phần mặt nạ của xe thì hoàn toàn đờ mi zin tháo ra, không can thiệp tới phần đờ mi zin. Phần mặt nạ màu và phần nhựa đen của xe vẫn giữ zin hoàn toàn, sau này có thể về zin theo yêu cầu, vô cùng đơn giản. Và phần quả tiết LED cũng như màu sắc LED, các bạn hãy tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Ở video bạn đang xem, phần đờ mi màu trắng cùng với những quả tiết xanh đỏ sáng đèn ở chức năng đờ mi. Khi xi nhan, đèn tự động chuyển sang vàng và chớp tắt tín hiệu xi nhan. Và một điểm lưu ý các bạn nữa là phần màu sắc LED ở chế độ đờ mi và màu sắc LED ở chế độ xi nhan, các bạn tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Và có các màu để các bạn lựa chọn: trắng xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Và các bạn xem rõ, đây là hình ảnh toàn bộ phần quả tiết LED Audi. Màu trắng xen kẽ những quả tiết xanh dương và đỏ. Khi xi nhan, các bạn thấy rõ, khi xi nhan phần đèn Audi tự động chuyển sang vàng và chớp tắt đồng thời cùng lúc với xi nhan zin của xe. Đây được gọi là kiểu hoạt động đờ mi một màu, xi nhan một màu và là option cao nhất. Các bạn có thể chọn thêm phần hiệu ứng chạy khi xi nhan, cứ tùy theo cầu của các bạn khi lắp đặt. Xi nhan bên còn lại, khi xi nhan bên nào bên đó tự động chuyển sang vàng và chớp tắt, bên còn lại vẫn sáng đèn màu trắng ở chế độ đờ mi. Các bạn hãy chọn mẫu đơn giản nhất là chạy chỉ ở chức năng đờ mi là hai bên cùng sáng. Option cao hơn tí là đờ mi xi nhan, có nghĩa là đờ mi sáng đèn khi xi nhan chớp tắt nhưng không đổi màu mới. Và đây là option đổi màu mới khi xi nhan như bạn vừa xem trên video. Hãy xin nhớ là phần quả tiết LED và màu sắc LED là tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Video review Aceter 150 với phần mặt nạ lắp đặt quả tiết LED Audi, hoạt động hai chức năng đờ mi một màu, xi nhan một màu, giữ zin hoàn toàn phần đèn đờ mi và kết cấu của mặt nạ cũng như phần nhựa đen của xe. Sản phẩm được thực hiện bởi AK Shop.